Xin chào các bạn đã quay trở lại VN Craft và mình là Jenny thì nhìn mình đang luôn. Thì mình không biết cái quái gì xảy ra với cái FPS nữa. Cái này là cái gì thế này, này phải nói sao, cái quái này xuống rồi quỷ quá thiệt. Tại cái webcam nó che mất. Cái này là bản gì? Minecraft 1.rv3.1 nửa tây nữa ta. Thì đây là giống như hình như là một cái chôn của không phải chôn mà là cái quả lửa của Mojang dành cho mấy thằng chơi Minecraft. Đáng lẽ phải ra clip ngày hôm qua rồi nhưng mà hôm qua đất chú ý nên kệt. Thì cái này nó có cái gì? Đầu tiên ta phải lấy cái kia ra đây. Fuck man. Đây, ta lấy cái này ra. Mỗi khi trời buổi tối thì các bạn sẽ tắt cái này đi nha. Tắt webcam đi đi. Buổi tối các bạn sẽ thấy cái này trên đây. Rồi mất mẹ rồi. Mất rồi. Bây giờ phải đeo cái gì đó vô mới có. Nấp. Ok, kể đi. Đầu tiên thì các bạn sẽ vô đây. Ui dồi ôi. Các bạn đừng để ý đó, cái đó mình sẽ nói sau. Mỗi khi các bạn vô đây thì các bạn sẽ có sự chậm rãi. Và còn cái này nữa, cái này, cái đó là ankle monitor, kiểu như là cái này để mỗi khi các bạn đi xa cái chỗ spawn của các bạn ra thì nó sẽ thông báo. Hello, are you there? Cái này mình không biết trả lời không. I'm so you have important thing to do but I need, but you need to go back. Ý như nó sẽ thông báo các bạn, mỗi khi các bạn sai nhà nó sẽ thông báo. Nó chỉ ở trong bản này thôi. Trong bản trong bản cá thứ tư thôi. À, ok. Ui, lắc lại lắc. What the fuck. Mày không biết có gì. Cái này thế giới phẳng luôn chứ. Không có gì hết mà FPS kìa. Chả hiểu đâu. Ok. Các bạn này thấy cái này nữa. Mỗi khi đặt một cái bảng ra nó sẽ có màu đen. Có màu đen. Một cái màu đen và rồi. Cái này là cái đồng hồ nhá. Nè đeo vô là thấy cái thời gian nó ở dưới. Đi càng xa, còn cái này này đeo dưới chân, đi càng xa thì nó sẽ thông báo cái đi càng xa nó sẽ thông báo dưới này. Rồi cái tiếp theo là cái phát cái ổ cắm USB phát man. Cái USB này giống như là một cái đá đỏ vậy thôi, nó sẽ không biết cái ổ trên đầu có làm gì không. Nó sẽ kích hoạt cái đá đỏ và cái đá đỏ cạnh bên nhá. Bọn này qua một tí. Phát mình không hiểu. Không hiểu cái quái gì làm FPS tụt dữ vậy. Cái cuối cùng là reality. Mình không biết đọc theo reality hay reality vision. Cái kính này giống cái kính virtual reality, cái kính mà chơi để chơi game, mấy cái game kia nhìn xung quanh được á. Chúng ta đeo vào ôi ôi gì con bò kìa. Chúng ta nhìn xuống dưới đây, ta sẽ đi xung quanh được. Nhìn xuống dưới đây chúng ta sẽ thấy được cái bản đồ 3D khu vực của chúng ta. Mình không biết zoom được không nhưng mà không zoom được, không lướt được. À ok. Bản đồ 3D của chúng ta, cái này không, cái này khá vui á, nếu cái này được cho vô thiệt thì hay lắm. Nhìn cái này cũng hay mà chúng ta không chúng ta nhảy lên được. Ok. Chúng ta thấy được mình không? Đang ở đâu? Đang ở đây nè. Các bạn nhỏ xíu không thấy được. Và khi các bạn đeo đó vô thì các bạn nhìn đây. OB mình đất biết OB mẹ gì. Mũ hả? OB là kiểu như là nhãn hiệu gì đó, không biết chôn chôn gì đó. Thì các bạn chỉ có thể nhìn thấy được khi đeo thôi. Fuck, cái này chữ này biến mất mẹ rồi. Ok. Nó sẽ lên xuống gì đó. Nó nhìn xung quanh được. What the fuck. Cái này không biết nhìn trong thế giới mình sao, tại mình không có da.
kiểu như là không có dám thử trong thế giới đấy, survival thiệt, lỡ lỗi mẹ ồ oh, phải là ow lỡ lỗi gì đó nữa thì thôi chứ thôi. Thay cái này chỉ giới thiệu vậy thôi, thiệt thôi chứ chơi mẹ gì, cũng có 1.9.2 rồi đó, chắc cũng sửa một số lỗi về FPS to FPS giống cái này, what the fuck. Okay, nhớ like, subscribe. Nè, mình thích cái súng đó mày. Trời ơi. Ngày xưa em chơi hay play giỏi lắm, giờ bớt rồi.